I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại chị Chủ Tuế với bộ trang phục người hành hương. Một bộ skin được vote nhưng mà theo kiểu là bán ở trong shop với Only Echo. Mình cứ tưởng đá tím, nhưng mà mình thấy nếu như bán Only Echo thì mình nghĩ là nếu các bạn sử dụng cầu ước thì sẽ ước được thôi, hoặc là dùng thẻ tím. Chứ mình thấy nếu mà mua bằng Echo với những cái bộ trang phục mà mình có thể sở hữu bằng đá tím hoặc là bằng quả cầu ước thì mình thấy là để tiền nó mua những cái bộ skin time limited thì hơn, hoặc là mua những cái phụ kiện hoặc những cái trang phục gì đó nó góp thêm vào một xíu, mua những phụ kiện trang phục thì thấy hay hơn. Ở đó là tôi góp ý thôi nha, còn ai có tiền thì cứ mua thôi. Cái nào mà mình cảm thấy là trong điều kiện, trong cơ sở mình có thể là mình sở hữu được thì mình cứ làm thôi. Nhưng mà phải tối ưu nhất có thể để cho mình cảm thấy lời. Wow, ủa sao ai gì? Ở chơi Chủ Tuế thì chắc chắn là một nhân vật khá là mạnh trong những cái map to và có nhiều tầng như thế này. Đi rank lúc nào mình sẽ ban. Mình thì đang ở mức gì nhỉ? Manti 3 thì phải. Dạo này chơi rank hơi muộn cho nên là cũng kiểu như là 8 giờ tối là không được chơi hân ấy, nhưng cứ chuyển sang bên chơi sơ thôi. Không có chơi hân nhiều. Chơi 3 trận vui vẻ để từ từ mình tạo một cái vòng. Rồi, ok. Quá xịn rồi nha. Thì nếu mà đi hân thì chắc chắn là mình sẽ ban đầu tiên là Chủ Tuế, thứ hai là Tiên Tri. Đó là hai nhân vật mà mình sẽ ban đầu tiên. Còn bác sĩ thì cũng nói chung là cũng một gì mà lính thuê chết đền liền vậy. Trời ơi, ông chết đền liền chán đời ghê luôn á. Từ từ để tôi cứu. Rồi soi tôi luôn. Wow. Từ mình gọi cái vòng xanh. Gọi vòng xanh cũng tốn khá là nhiều thời gian, cho nên là mình phải bỏ máy mình đi tạo vòng trước, chứ không là tốn thời gian lắm. Đây, để đi chạy xuống đây xong bắt đầu đặt cái vòng ra cứu để đi qua vòng xanh luôn. Trời ơi, tôi lập kế hoạch hết rồi đó mà còn không chịu đi theo tôi nữa thì bó tay. Rồi, đi luôn. Ui dồi, cái hitbox. Đánh thế mà hụt luôn á. Ok. Ây da. Thôi kệ, không sao. Nửa máu cho dễ trị thương. Rồi, đẹp. Cứu quá đẹp rồi nha. Còn không chạy được nữa thì thôi á. Ông vô ông ăn tượng, người ông ăn hit liền liền ấy. Trời đất ơi. Rồi, đầy máu rồi. Đấy, đấy là cái lý do tại sao mà nên ban Chủ Tuế. Chứ không là ở mấy cái map nhỏ nhỏ như là xưởng vũ khí thì các bạn không cần phải ban đâu. Nó rất là ngắn. Chơi những nhân vật Hunter thì tính ra thì có nhiều Hunter bây giờ cũng cơ động đi rất là nhanh rồi. Mình không cần phải lo, không thì mình có thể sử dụng dịch chuyển đúng không? Chứ nếu như mà mấy cái map rộng rộng như là gì nhỉ? Công viên này, xong rồi thị trấn Saike, mấy cái đấy. Trời ơi, nhức nách luôn quý vị ơi, không ban là khổ lắm ấy. Ừ đúng rồi, kiếm ở bên đó đi. Tôi thấy có điểm rồi. Tôi thấy tôi nổ cái máy lên, tôi thấy nó cứ hướng vào đây là thấy có điểm rồi. Trời ơi, đổi đi. Cái phụ kiện đây mình đang dùng nó cũng là hàng limited, đã bán ở trong Tết rồi nha, cho nên là
giờ mọi người muốn sở hữu thì chắc chắn là phải đi mua, đi kiếm nick nào bán thôi, chứ muốn mua thì chắc chắn là sẽ rất là khó. Ui ui ôi cái vòng, ôi cái vòng sao nó dơ thế, ôi chết rồi, nhanh nhanh, ui dào ôi mày quá, quá đẹp luôn. Cái vòng đấy tưởng dơ nhưng mà không ngờ nó vẫn cứu mình được một miếng đấy. Quả đấy mà cái vòng mà đẹp là mình sẽ không thể nào mình chạy được rồi, chứ không là dễ ăn hít lắm. Đối với những cái team mà đang không có những cái người mà chị thương máu lẻ thì mọi người nên là bị, nếu mà bị dính 0.25 máu như giống như mình đây thì mình có thể là ăn thêm một cái tượng nữa, đúng không? Ăn thêm một tượng nữa sau rồi kiếm đồng đội chị thương. Đó là cái cách để mọi người có thể là làm sao để chị thương cho nó hoàn hảo nhất. Ví dụ như là ở Galati đang dí thợ vườn này. Đấy các bạn meme cái tượng xong bắt đầu là đứng đằng sau á, cho nó cái tượng nó bốp cho một cái. Đấy xong bắt đầu mình chạy ra đồng đội đâu đó mình heal một cái là xong. Chứ để mà máu 0.25 như thế này thì sẽ rất là khó để đi cứu ghế luôn. Máu đầy đã khó rồi, mà bây giờ thì các bạn thấy máu lẻ nữa thì như thế nào nữa. Đối với Bon Bon cũng y chang vậy luôn, mình hay thế lắm. Nhưng mà phải có người đi cùng mình hoặc là họ gần gần mình nha thì mình mới như thế được. Như giờ một đứa đằng sông, đứa cuối sông mà dính như thế thì có mà chết dở. Ôi cái vòng nó dơ ghê thiệt á. Tôi nói chuyện để cho mọi người sao lãng cái vòng dơ của tôi thôi, chứ thực sự ở đây là nó dơ chúa tể luôn. Coi cái vòng này, tôi mới chơi những cái trò gọi là siêu trí tuệ gì đó. Nó đặt mấy quả vòng đó chắc tôi rớt từ vòng gửi xe. Wow, chị đưa thư đai rồi. Từ từ nha, để mình meme mình cứu xem được không. Lát nữa thì mình sẽ làm thêm một trận về một bộ skin, đó chính là Morgan. Hai bộ skin chủ tế được quay trở lại. Đó. Đi đi. Cũng có thể là chờ xem sao. Cái vòng cũng được, không đến nỗi dơ cũng được. Chờ hết mặt đỏ cứu cũng được. Lính thuê hình như là còn nhánh 6 hay sao nhở. Xông vào cứu luôn. Cổng mở rồi. Hời ơi. Hời ơi. Ơi đừng có dính tượng nó chết dở đấy. Ôi đánh ghế kìa. Qua luôn qua luôn. Rồi 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 rồi. Ai cũng có nhánh 6 rồi. Tự tin đi vào cổng thôi. Còn thanh niên này đi theo mình. Đó, trời ơi, đi ra cổng luôn. Tè lè. Ô, lính thuê. Ô, vào rồi, ok. Ô, lên. Nó tè lè qua, ủa, đầu hàng luôn hả? Mình cứ tưởng nó tè lè qua bên cổng nhà lớn, không ngờ tè lè qua bên này. Trời ơi. Ok, mình quay trở lại với bệnh viện Thánh Tâm nữa. Chơi thôi, cứ thoải mái thôi. Ây, tôi xì bon ngay cái nhà, tôi sợ ma quá. Đứng đây núp đã để xem sao. Chuẩn bị bán lại những cái bộ skin này rồi, hình như là thứ 5 tuần này. Cho nên là mọi người để dành đá, tranh thủ thôi. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Xì bon ngay nhà là chịu cái gì thì kiểu Hunter nó cũng sẽ chọn vào đây luôn. Rồi, nó hốt xác họa sĩ rồi. Hầm ở đây nha. Đấy, thấy hầm là phải đi ra chỗ khác cai liền. Đừng có ngủ ở trong đây, rất là khó cứu. Có chủ tế thì còn hy vọng được một xíu, hoặc là lính thuê. Chứ Bon Bon mà biết nối bom là mình thấy cứu hầm nó vô vọng, nó viển vông lắm. Rồi để gọi cái vòng xanh, để lát có gì cứu họa sĩ luôn. Tôi khổ lắm mọi người.
Ôi sao gọi vòng bác sĩ mà bà ấy nhảy xuống mất tiêu rồi. Cái vòng ở dưới đất rồi. Rồi rồi rồi, để cứu. Trận này có tù nhân đỡ nè. Thanh niên nó có gì bù máy còn kịp nè. Chứ nếu như mà gặp mấy người khác mà giống như mình đây, sửa máy chậm lắm. Chủ tế sửa máy cũng thuộc tiếp chậm chậm ấy. Rồi bà này bà thiên về gọi là pháp thuật. Đi đây đi đó thôi, chứ nếu như mà tính ra mà sửa máy thì không có gọi là chuyên ngành. Rồi tới nè, họa sĩ cứu sớm nha quý vị. Rồi xong, mất người. Yeah, đi qua vòng đi. Nhanh 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 nhanh. Nhanh. Rồi đi qua vòng luôn. Nhánh 6 đủ ấy. Mất người rồi. Vô. Rồi, vừa hết nhánh 6 luôn. Bốp. Lẹ. Nhanh nhanh. Chị thương nhanh phết. Đừng te le nha má. Rồi lên lầu, lên lầu, lên lầu, lên lầu. Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ khó chịu luôn. Mà mình cũng phải tranh thủ sơ hở bon bon nó đang giật quả bom wifi thì chắc chắn là mình phải tranh thủ mình cứu ngay vào luôn. Mà may sao hit đó đỡ cũng kịp. Ồ mà đỡ cũng không kịp thì cũng không quan tâm lắm, bởi vì nhánh 6 đủ để cho mình có thể chạy ra khỏi vòng xanh mà. Lo gì đâu. Đây đây, cái vòng xanh đây, cái vòng tím đây. Ô, đặt vòng đây rồi, họa sĩ đâu rồi? Đây, đi lên đây, lên đây, lên đây. Vào, 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 vào. Ủa, đây, 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 đây. Rồi, nhảy xuống. Đi xuống đây, nhanh lên. Ơ, nó phá cái vòng. Trời ơi, đúng là hunter nhà người ta mà. Gặp như tôi là tôi đi xuống là tôi sẽ bị nó gõ cái ván rồi. Cứu tôi. Support vòng muốn xỉu luôn. Mà nó không có đi vô vòng. Tức á. Rồi để đặt gọi thêm cái vòng nữa. Hết vòng rồi. Hết vòng rồi. Tôi... họa sĩ tưởng còn vòng. Hết vòng rồi. Ồ thôi, lúc nhận ra vòng trong đây thì tiêu rồi. Đấy, trận này có tù nhân sửa máy đúng sướng luôn. Mình với họa sĩ cứ đi support nhau thôi. Và với lại khi mà mình cứu họa sĩ sớm thì bạn này bạn sẽ được ngồi rất là lâu. Đồng đội mình sẽ có rất là nhiều thời gian để mà sửa máy, không phải lo lắng vấn đề đồng đội đi cứu. Và những cái người mà thấy họa sĩ mà có nhiều thời gian ngồi ghế như thế thì cứ từ từ cứu nha. Nhiều ông cứ bò vào, không thể hiểu nổi luôn. Ngồi chưa đã gì hết luôn á. Mà đã die rồi, đã cứu rồi, khổ. Ủa thôi, đổ máy chưa? Rồi, xong. Khéo khéo đặt cái vòng dơ. Đây, dưới đây, dưới đây có cái vòng này, dưới đây, dưới đây. Không, lát test nha, giờ chưa test, đang chơi. Đây, để đặt thêm một cái vòng ở đây nữa đi. Rồi. Ôi, họa sĩ. Ôi, tele à, ở đây, 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 để chạy về. Chạy về hiêu họa sĩ. Ôi. Bắt được thằng nhỏ này cho lên ghế thì không cho. Tôi heal luôn. Tới liền, tới liền. Chơi con thì nó sướng kiểu đó đâu mọi người. Làm kiểu gì thì đồng đội mình biết hết, cho nên là rất là nhàn luôn. Giờ đi đâu giờ? Ôi ôi. Để gọi cái vòng xanh. Né tới nè.
Nhận đi, sao không thấy nhận vòng nhá? Chết rồi. Đứng trong cổng mà không nhận vòng sớm cho tôi nữa. Họa sĩ đai rồi. Chờ cái cổng mở rồi gọi cái vòng gần chết mà không có nhận cái cổng sớm cho người ta. Chán ghê, họa sĩ đai rồi. Có cái vòng gọi sớm là coi như là mình tạo kịp là hai đứa ra cổng luôn rồi. Trời. Thôi mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. Bye bye.